Sau đó tôi sẽ chào tất cả các bác đam mê săn mây trên toàn quốc nha. Hôm nay Q93 lại về các bác. Q93 hết thời gian mất 5-6 tháng các bác. Thì hôm nay lại về hàng Q93 và Bluetooth. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu bác một con Q93 dòng chữ Trung Quốc các bạn. Toàn bộ chữ này của nó là chữ Trung Quốc. Thì đối với dòng Q93, Q92 thì bây giờ nó có loại tiếng Anh. Thì không biết dòng tiếng Anh nó có cao cấp hơn dòng Trung Quốc này không, nhưng em nghĩ là nó như nhau, tại vì em hỏi bên Trung Quốc thì nó đều là của một người sản xuất ra, nó chỉ thay mỗi tên là tên của tiếng Anh thôi các bạn, chứ không có gì thay đổi khác, toàn bộ nó cũng như nhau hết các bạn. Đối con Q93 này nó sẽ gồm có những phụ kiện gì thì anh em mình bây giờ sẽ đi khui ra. Con Q93 này nó khác con Q92 là ở mỗi củ sạc này các bạn. Củ sạc con Q93 này sạc của nó là sạc 5V đấy, và nó có sạc rút ra được. Sạc này có thể dùng sạc cả điện thoại được. Sạc này thì nó có chân dây theo này. Chân dây cắm điều khiển này, cắm sạc này, cắm sạc loa này. Đấy, nó hay hơn con Q92 ở chỗ đấy các bạn. Còn mọi chi tiết thì nó cũng như một con Q92 thôi. Nó có pin điều khiển này, túi loa này, thân loa này, đầy đủ đi theo các bạn. Thì cũng cái này thì anh em biết rồi, không cần phải giới thiệu nhiều. Đây, pin điều khiển nó, túi loa bên dưới này. Quan trọng nhất cái phần thân loa đây. Cái thân loa của nó các bạn, thân loa của nó thì nó cũng như con Q92 thôi, nhưng mà thân loa của nó thì bao giờ cũng nhỏ gọn hơn con Q92. Và rất nhiều anh em thích đánh con Q93 này dùng để đánh xẻ. Thứ nhất là nó cũng nhỏ hơn, thứ hai là nó nhẹ hơn, thứ ba nữa là độ pin, dung lượng pin của nó bền hơn con 898 các bạn. Đối với dòng con Q93 này nó có công suất là 100W, nó nhỏ hơn con Q92 80W. Dung lượng pin thì 2200 mAh cũng như con Q92 các bạn. Và dòng sạc của nó là 5V. Đấy, toàn bộ thông số ở đằng sau này. Thì đối với con Q93 này, anh em độ tép vào đánh cực kỳ cũng ok các bạn. Anh em bỏ cái màng này ra, lấy một cái miếng nhựa. Mình lấy nhựa ở cái can 20 lít hoặc can 10 lít ấy, nhựa nào phẳng phẳng. Anh em cắt đúng cái đường tròn này, bắt mấy con ốc này vào là ok các bạn. Kể cả là anh em bỏ cái này đi cũng được, cho anh em khoét lỗ vào gắn như bình thường. Đấy, đấy là cách độ loa của con Q93 mà không làm cho loa bị hỏng là hay ở chỗ đấy các bạn. Thì sau đây em sẽ đi test thử chất lượng âm thanh cho các bạn xem. Đối với tất cả các dòng Q thì bật lên nó đều có chế độ lặp bài hết các bạn. Đấy, con này nó chỉ có hai nút thôi. Một nút này là nó là chỉnh bát chét các thứ này. Đấy, bật lên cái nó ở chế độ lặp bài luôn. Dòng này thì âm thanh của nó ra cũng cực kỳ là chất các bạn. Nói chung là các bác, âm thanh của nó thì ra cũng cực kỳ chất lượng luôn. Nó với dòng Q92 nó là của hãng Daily mà các bác. Đối với dòng Daily này thì phiên bản của nó thì nó vẫn là phiên bản tiếng Trung Quốc. Đấy, còn bây giờ nó có phiên bản mới, nó là phiên bản tiếng Anh. Thì em cũng chưa nhập cái hàng đấy về đâu, em chỉ hỏi qua bên Trung Quốc thôi. Thì đối với phiên bản đấy thì nó cũng như nhau thôi các bác. Còn các bác ví dụ thích đặt thêm yêu cầu đối với dòng loa gì thì các bác có thể alo trực tiếp cho em. Bên cơ sở nhà em cũng nhận order hàng Trung Quốc về luôn. Bác nào ví dụ là cần thương hiệu này, làm thương hiệu nhé, nhà em đều làm được hết. Ví dụ các bác đặt 1.000 con Q93 này, đặt thương hiệu của các bác, em sẽ đảm bảo thương hiệu của các bác và có hợp đồng bên Trung Quốc dành cho bên Việt Nam về thương hiệu. Nhưng mà phải có số lượng các bác nhé.
chứ không phải là muốn đặt một cái mà nó làm thương hiệu cho mình đâu. Ví dụ các bác muốn đặt thương hiệu nha, các bác dập tên của các bác lên mặt loa này hoặc trên đỉnh loa này, dập bất kỳ cái gì các bác chỉ cần yêu cầu cái bọn em sẽ làm đúng thương hiệu như các bác luôn đấy. Còn nguyên bản của nó thì giá thành thì nó sẽ rẻ hơn là thương hiệu, nó sẽ bị đắt hơn ví dụ là 1-2 nghìn, tại vì công của nó làm thương hiệu mà các bác. Đấy thì bác nào cần bất kỳ dòng sản phẩm gì, ví dụ là muốn thương hiệu cứ alo trực tiếp cho em. Quan trọng nhất là cái số lượng các bạn. Đối với Trung Quốc thì số lượng thì càng nhiều thì giá thành nó cũng hợp lý và nó sẽ làm thương hiệu cho mình miễn phí và nó bảo hành thương hiệu cho mình. Đấy, nó hay ở chỗ đấy, nó không lộn nhộn đâu các bạn. Đấy thì vừa rồi em có giới thiệu về cái dòng loa Q93 Bluetooth. Bác nào cần cái dòng loa này cứ liên hệ em, số điện thoại em sẽ để bên dưới video cho bác chủ động liên hệ. Bác nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhé. Thì em đầy đủ tất cả các mặt hàng, dụng cụ săn bẫy, lưới, loa, đài, âm ly, đầy đủ hết. Bác nào cần gì cứ báo em. Xin chào toàn thể các bạn, hẹn các bác video lần sau.